Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Nhân đây và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Middle-earth Shadow of Mordor nha các bạn. Ui bên kia như có thằng Captain kìa. Đấy. Captain Narok the Stalker. Nó có intel nè. Thằng này là nó có thông tin về một cái thằng intel, một cái thằng Captain khác nè. À, nhưng mà trước mắt mình sẽ kiểm tra sơ sơ. Ơ, cái này là Godric the Follower Command nè. À vậy là cái thằng Godric nó đang ở đây. Mình làm gì tiếp theo ta? Để coi. Theo mình là mình nên command cái thằng này. Mình nên comment cái thằng này xong rồi mình sẽ đi qua làm cái nhiệm vụ The Crew. Ok. Tiếp tục thôi. Bởi nàng đánh nhau hả ta? Should challenge someone to a duel just to get some practice. Ủa? Đâu hết rồi? Cái này con thằng đúng không ta? Ở đây. My eyes are yours. There were a dozen more of us and we fled the camp. Please, can you go back and save the others? Đó. Ừ, hay. Thank you, Ranger. Hay. Kill the traitor! Đánh đi, đánh cho nó yếu đi. Thế. Ok. I'll have you next time. Rút lui. I'll have my revenge. Chị. Chạy đâu? Chạy đâu? Để mình đo mình này đó. Người sẽ phục tùng ta. Mình gan intel coi. Mình sẽ mở khóa cái thằng nào đi. Legendary. Cũng gần. Dismiss. Coi như là mình đó, mình bấm M lên nè. Coi như là cái thằng đó là bị mình sai khiến rồi đó. Ở đâu, đây có thêm thằng intel nữa. Ủa mình lụm nó luôn chứ. Ôi mẹ nó chết bà rồi. Nhảy xuống. Ủa nó nằm đây rồi. Mở được tiềm năng đó. Năm thằng mới đủ lắm. Ok. Từ từ, để mình là mình sẽ qua đây đi. Ở đây có hai cái nhiệm vụ gần nhau luôn. Ok, chắc cái đoạn này dài, chắc mình cắt qua cái đoạn tới cái tháp luôn nha các bạn. Ok, mình tới cái tháp rồi. Giờ mình leo lên cái tháp rồi. Leo lên cái tháp, mình lấy cái checkpoint. Có chỗ phát cho gò chứ. Bèn. Đây. My elvish house unknown to me.
Is this my inheritance? Ulrich. Ok. Mình làm nhẹ nhẹ cái nhiệm vụ ở gần đi. Ok. Nhưng mà trước mắt là mình phải chết mẹ luôn rồi. Cái thằng này nó dễ chết vậy. Quá bạn ơi. Cung vô đầu. Chết. Bằng này cái con này nó cắn chết cái thằng anh teo luôn rồi. Mấy thằng anh teo từ từ lấy cũng được. The crew. I don't care if the risks. It's for the well-being of the queen. Bắt đầu cái nhiệm vụ của Marwyn. Bình tĩnh mấy anh. Đồng minh mà. I have no choice, Talion. I need my mother's elixir. Even the stranger says this is a fool's errand. I know. Do she remind you of Talion? She is of this world. You are not. Enough. Đủ rồi. We attack as planned. Chúng ta tấn công theo kế hoạch. I will take care of the orcs. Tôi sẽ lo bọn orc. We could follow behind unseen. We get the medicine and we leave. À, lấy thuốc hả? Lấy thuốc và đi. The White Wizard is taking his toll on the Queen. Only in stealth okay. Can we clear a path so Lothariel and the men may find bây the giờ mình sẽ theo your way. Risk without reward is recklessness. This medicine will clear the Queen's mind and lead to answers of your past. Then may truth justify our alliance with these people. Things must have put them up to this. Those pathetic men, bro. No way. Why else are they shooting at us instead, then, eh? With all the traps we've laid across the land. Moran một thằng. Mày cắt được không ta? Ngoài kia có một thằng nữa kìa. Moran hai thằng nè. Nothing here. Ủa, sao mình leo lên được rồi? Ủa, trên này không có thằng nào luôn á trời. Lầy thiệt. Ah,
just my imagination. I was hoping for more. Vậy được không ta? Không nổ luôn. Lạ mày. Mày thấy gì cái bà mày chứ? Face twist with such exquisite pain. Sao? Sao? Nó nhiều. They must know that she will risk everything to protect their queen. She knows without the keystone, the arch will fall. Khó thiệt chứ. Clear một chỗ rồi. Left in the elves and slaughter every last one of them. A day will come when nobody in this land even remembers them. From Haranto to Wolfhorn. This is the end. Thả chó này cho chó làm gì? Stop moving! Mình lấy control là mình nhảy lên con chó đó, mình cưỡi á. Còn gì nữa đâu. Okay. The Thariel's drive is infectious. I can see why men follow her conviction. Trumbo to one look at him and ran away shrieking like a little soft skin. You never live down the shame. Mình còn hai con nữa. Hai con thôi miên nữa. Ở đây. Không, không được, không được, không được. Mình phải stealth, quên. Phải stealth. Lên. Quay vào chỗ khác đi mày. Quay vào chỗ khác nhanh lên. Quay vào chỗ khác. Nó cứ đứng này nó nhìn mình riết ta. Ui. My whipping arm sore again.
Mình lỡ tay đẩy nó rớt xuống đất luôn rồi. Don't pretend you never have. Rồi, đủ. Serve my will. Rồi, có thuốc rồi, có thuốc rồi. Take this to the queen immediately. I doubt any medicine of men will cure her queen. Let's hope that it heals your mother. We found this message. Orc leaders plan a gathering by the fishing village. We can prepare an ambush. I owe you a great thanks. Ủa, mà giờ cũng lấy được thông tin nữa. I'm glad to be of assistance. Có thể thực hiện một cái cuộc ambush, một cái cuộc đột kích hả? Phục kích. I mustn't keep you. Yes. Cái thằng này thì mình nghi là nó mê gái rồi. Cái con kia chắc cũng sao, chắc nó cũng không tốt lành gì đâu. Thằng này bị phân tâm rồi. Quên nhiệm vụ báo thù rồi sao á. Ok, chắc hôm nay mình nghĩ mình chờ tới đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì để lại cho mình like và subscribe nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.